hôm nay thì ngày đầu năm thì mình xuống đây mình xem chú đào cái. Ủa chú Xanh, cái này mình đào cái clip này để làm gì? Không mà mình đào là mình đào gì để cho nó làm gì, mình giữ nước hay gì, hay là cái này là để mình nước tưới hả chú Xanh? Cái này chú Xanh đào hồi nào tới giờ vậy? Đào cái mương nước này hồi nào tới giờ? Rồi bây giờ sáng trưa. Vậy là mà sáng cho chú Xanh đào và dãy bên đó hả? Dạ. Đi ngang xuống hả chú Xanh? Rồi bây giờ mình đào dọc xuống đây, vậy là mình đào để mình lấy nước lên mình tưới nước luôn hay phải không? Đó, bây giờ mà các bạn xem mà người miền Tây qua Tết thì thu hoạch lúa xong thì bắt đầu người ta đến đây để người ta đào để trồng cái vụ màu xuống chân ruộng rồi các bạn. Thì để kiếm thêm thu nhập thì qua Tết thường thì lúa đã thu hoạch xong thì không có việc làm nhiều, thì bà con mình ôm với mình mảnh ruộng thì người ta sẽ tìm cách để trồng rau màu, dù người ta trồng dưa hấu hay là trồng dân, hay là đóng cơm thì đóng cơm bây giờ khó khăn, nhưng cơm bây giờ là sau khi thu hoạch xong là có người đến mua cơm cùng các bạn. Thì hiện nay thì các bạn cũng thấy cơm cũng rất phổ biến. Đó, bây giờ mà các bạn xem chú đang đào ở là trồng dưa hấu của mùa nắng nóng. Chú đào này mà được bao nhiêu năm mà chú Tha Xanh? Đây là một là lão nông là đào đất cũng là trên 30 năm rồi các bạn. Đây là gắn liền với mặt đất của quê hương xứ sở của mình. Chú Xanh ở này đào đất hơn 30 năm các bạn. Và hàng ngày người ta kêu mình đây đào là mình đào hả chú Xanh? Ở này là chuyên về đi làm về lên clip này cho bà con mình trồng với gì nữa chú Xanh? Làm ruộng với lên clip đào đất hả? Trồng gãy. Ở này khi mình về tới xã Thạch Phú nói chú Xanh đào đất là ai cũng biết các bạn. Đây nghe cứng khừ luôn á. Cho các bạn nhìn thấy đào rất là nhiệt. Thôi bây giờ mình đi mời các bạn đi đến chỗ chú Xanh hồi tờ sáng giờ đào nha. Ở đây trên đồng ruộng này bây giờ thì nó mới chuẩn bị đất thôi. Thì bây giờ mình dạo vòng một vòng cho các bạn xem. Hiện nay cái ruộng này thì mới thu hoạch lúa xong các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đến dọc cho các bạn xem. Thì xung quanh đây thì bây giờ người ta có làm lúa vụ qua đó các bạn. Cho nên khi trồng dưa hấu thì người ta tránh đi cái sự nước ngập vào cái mảnh ruộng, để cho nửa trái dưa nó không bị úng đó các bạn. Thì bây giờ người ta sẽ đào và người ta cho nước nó rõ xuống đó. Và nữa người ta lấy từ ở chỗ cái con mương này sẽ tưới lên cho cây dưa. Thì Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn từ lúc bị đất và đến lúc thế nào đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Không nhãn là skin cái gì để người ta trồng. Hôm nay thì ngày đầu tiên ở nơi đây bắt đầu nước nó bơm vô ngập qua ruộng. Bây giờ người ta đào cắt cái nước qua thì lúa ấy nước nó không có lên được ruộng, nó sẽ gõ về cái hướng này các bạn. Đây, cái này chú Xanh sáng giờ đào từ sáng vậy các bạn. Đây đào đang lấy theo con lê luôn các bạn ơi, để cắt nước để cho cái đồng ruộng